Chào bạn Tâm, chào tất cả các bạn đang xem chương trình trên YouTube. Hôm nay mình rất vui giới thiệu với các bạn là bạn Tâm, là một bạn nữ các bạn thấy rất là trẻ, rất là xinh đẹp. Tuy nhiên bạn còn một cái nickname khác là Tâm Bán Hoa. Các bạn muốn suy nghĩ cái gì đó là việc của bạn, nhưng mà bạn đích thị là Tâm Bán Hoa. Thì bạn Tâm cho mọi người biết là hiện tại là bạn bao nhiêu tuổi, con gái không biết có tiện giới thiệu tên không ạ? Bao nhiêu tuổi rồi, có gia đình chưa và công việc của bạn hiện tại là gì? Dạ, mình chào các bạn, mình là Phạm Thị Hoàng Trâm, hiện nay đang là giám đốc của 24 Tigon. Năm nay mình 32 tuổi, đã có một chồng một con và hiện giờ đang kinh doanh 24. Ok chưa? Vậy là các bạn hiểu vì sao giới thiệu là Trâm Bán Hoa rồi đúng không? Và bạn có cho biết là bạn làm cái nghề này được bao nhiêu lâu rồi, và bạn kể cái câu chuyện là lý do vì sao mà bạn lại chọn cái con đường kinh doanh mà lại là không chọn cái con đường khác, và tại sao không nhiều thứ không chọn lại chọn kinh doanh hóa. Đây là cái bí mật mà nhiều người sẽ rất là tò mò đây. Giới thiệu với các bạn là cái việc mà kinh doanh hoa nó cũng đến với mình rất là tình cờ. Trước đây mình cũng có cái ý định là đi làm thuê và muốn làm thuê cho một công ty về sự kiện. Sau mỗi cái sự kiện lớn, những cái ai mà thành công mà đứng đằng sau đó để chuẩn bị thì mình rất là thích. Nhưng mà tình cờ một cái dịp là vì mình đã mở một shop hoa nhỏ và vì đang thiếu người giúp thì vì muốn mình về làm, thì đầu tiên cái ý định mình là muốn phụ giúp dì thôi, và mình mong muốn là khi mà dì bước qua cái lúc khó khăn mình sẽ quay lại cái việc làm thuê cho công ty sự kiện. Nhưng mà sau khi mà mình làm hoa, mình bắt đầu cảm nhận được những cái ý nghĩa từ cái việc hoa mang lại. Cái lúc mà người ta vui, người ta cũng tặng hoa. Lúc người ta buồn, người ta tới tâm sự với mình. Và khi mà từ những cái lời tâm sự đó, mình cảm nhận rằng cái việc mang cái ý nghĩa của hoa đến với khách hàng là một cái động lực vô cùng to lớn. Và hiện giờ từ cái lúc mà gọi là cái tiệm nhỏ xíu, gọi là chập chững bước vào nghề, thì bây giờ tới giờ là đã 8 năm. Và mình sau khi học ở B-Training ở thời Di thì mình mới ngồi nhớ lại cái quá trình vì sao mình đứng bây giờ. Thật ra là vì những cái ý nghĩa của cái việc hoa, những cái ý nghĩa mà cái việc mà mang cái hoa đến với khách hàng, những cái ý nghĩa hoa mang lại cho khách hàng, đó là cái động lực để mình tồn tại tới bây giờ. Và hiện giờ mình đang muốn học ở thầy Di cái cách để mang cái ý nghĩa đó phát triển hơn nữa, đến với nhiều người hơn nữa. Do đó mà mình sẽ phát triển cái việc kinh doanh hoa này tiếp tục là như vậy. Các bạn thấy cái câu chuyện không ạ? Vì một cái ý nghĩa rất là sâu sắc ở trong hoa. Đúng rồi, mỗi cái cây hoa nó có một cái ý nghĩa. Bản thân thì mình cũng rất là thích hoa. Ai mà tặng cho mình hoa mình cũng thích, con trai cũng thích đó, đừng không chỉ là gái. Đặc biệt là cái cây hoa đó mình tự trồng, mình tự chăm sóc thì mình lại càng thấy nó tuyệt vời hơn nữa. Vậy thì trong cái hành trình kinh doanh á, chắc chắn là có những lúc mà có những giây phút mà chúng ta rất là buồn. Vậy thì những cái lúc mà buồn đó, bạn có thể kể một câu chuyện mà khách hàng làm cho bạn buồn hay nhân viên làm cho bạn buồn? Và bạn làm sao để bạn vượt qua cái nỗi buồn đó? Tất nhiên trong cái việc kinh doanh không thể nào tránh khó khăn được. Và thật sự là có những lúc mình muốn buông bỏ, tại vì cái công việc kinh doanh bán hoa nó rất là khó. Tại việc lên chợ mua hoa là mình đã 8 năm nay, mình bắt đầu từ lúc 3 giờ rưỡi sáng. Và cái vì sao mà mình phải đi lấy hoa vào giờ đó thì mình sẽ chia sẻ ở những cái video clip mà giới thiệu về cái công việc hàng ngày của mình. Thì 3 giờ rưỡi sáng mình đã có mặt ở chợ thì 3 giờ phải dậy rồi. Và một cái quá trình 8 năm như vậy. Và trong cái việc lúc mà mới bắt đầu làm việc với dì mình thì con cũng có những lúc là mình chỉ là một cái người là cháu của dì thôi. Thì nhân viên mình nói nhân viên không nghe. Rồi họ chống lại mình, thì mình nhận khách như thế này họ làm cách khác, và khách người ta than phiền mình, dì mình, rồi những cái người gọi là quản lý thì họ lại la mình, nên là có những lúc là thật sự muốn buông bỏ. Nhưng mà có những cái kỷ niệm là những cái người khách hàng khi họ thấy mình khóc, đặc biệt có một cái anh người nước ngoài, hiện giờ cũng anh đã đi Việt Nam 4 năm rồi, thì ảnh thấy mình khóc và muốn đóng cửa, muốn trở về, thì ảnh chạy tới
hôm nay mày làm sao thế? Hôm nay tôi rất là buồn và thật sự là hôm nay tôi phải chắc là tôi không muốn bán hoa nữa. Mày, vì sao lại như vậy? Nói là tại vì tôi không biết bán nên là làm khách buồn. Hôm nay anh này mới nói là mày có biết vì sao tao mua hoa thì mày không? Tao mua nhiều lần rồi, có những lúc tao biết mày bán hoa không được tươi và mày có nói như tao, nhưng mà tao vẫn mua. Vì sao? Vì tao thích cái cách bán của mày. Mày phải bán hoa. Vì nếu mày không bán hoa, tao đã mua rất là nhiều shop xung quanh đây rồi, nhưng mà không ai tao thích là mua hoa như ở mày. Và tự nhiên khi mà ông vỗ vai mình lúc đó mình thật sự là mình đứng dậy. Mình nói tao cảm ơn rất là nhiều, hôm nay cái giỏ hoa này tao tặng, tao muốn tặng mày cái hoa này. Ông nói không, mày là nhân viên, tao trả tiền để mày nộp về cho sếp, nhưng mày phải đứng đây bán hoa. Tao muốn ngày mai tao đi ngang qua nhìn mày, mày phải cười được không? Và chính lần đó là mình đứng dậy. Và sau đó có những câu chuyện nó cũng khó khăn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm và cái động lực duy nhất mà lúc đó mình có thể tồn tại tiếp tục cái công việc bán hoa này, đó là từ động lực từ khách hàng. Do đó khi khó khăn, nếu bạn làm từ tâm, bạn muốn tồn tại, chính khách hàng nó làm cho bạn động lực để đứng lên. Đó là cái chia sẻ của mình. Rất là tuyệt vời. Chính xác luôn. Chính xác luôn. Cái cuộc đời của người làm kinh doanh á, không gì làm cho ta hạnh phúc và không gì làm cho ta động lực khi được nhận những lời khen tặng từ khách hàng. Cái đó là cái ý nghĩa nhất. Nó cái thành công trong kinh doanh nó không phải là tiền các bạn. Nhưng mà chỉ cần những lời khen tặng của khách hàng thôi là tự nhiên nó sướng. Nó sướng, nó không có gì bù đắp được. Và cái đó là cái ý nghĩa của người làm kinh doanh. Chỉ người làm kinh doanh chân chính đó, họ mới cảm nghiệm ra cái điều này. Bởi vì hàng ngày họ phải đối diện rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên khách hàng nghe khách hàng khen cái sướng. Và sướng thế là nó giả tỏa hết. Vậy thì hiện tại á, cái công ty hoa của bạn nó nằm ở đâu? Và bạn có những cái sản phẩm gì? Bạn có thể cho mọi người biết chút xíu được ạ? Cửa hàng của mình tên là Hoa Tươi Tigon, Tigon Flower, ở địa chỉ là 37 Thảo Điền, quận 2. Và hiện giờ thì mình kinh doanh theo hai mảng, một cái là bán lẻ cho cái khu vực ở Thảo Điền, và cái thứ hai là mảng hoa tươi văn phòng, tức là mình chuyên cung cấp những cái hoa như sinh nhật, hội nghị cho những cái văn phòng, trang trí những cái văn phòng làm việc ở khắp các quận ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Và nếu các bạn muốn liên hệ để được tư vấn và được đặt những cái bó hoa mà có ý nghĩa theo đúng cái sở thích của người nhận thì hãy liên hệ với mình là Phạm Thị Hoàng Trâm ở số điện thoại là 0903 071 041. Họ có thể tìm lên Google như thế nào? Hiện nay mình đang có website là shophoatigon.com, hoặc là mình các bạn có thể vào Facebook Hoa Tươi Phạm Thị Hoàng Trâm. Đồng thời có Facebook của Hoa Tươi Tigon nữa. Rất là tuyệt vời. Nghe bạn ở Thảo Điền thì cũng ở gần nơi của mình ở, gần nơi nhà mình. Và bạn có thể cho mọi người biết rằng là cái hành trình ra khởi nghiệp á, đúng là qua 8 năm là bạn có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng nhiều sự tích lũy. Vậy thì có rất là nhiều bạn trẻ muốn ra khởi nghiệp. Nhưng mà nó còn cái một gì đó mà họ vẫn chưa dám thoát ra. Hàng ngày đi làm văn phòng thì chán. Mà muốn ra thì lại sợ. Đầy những anh thanh niên to mập bự con nè mà lại sợ. Trong khi bạn là một nữ nhỏ con mà lại dám ra làm, thì bạn gửi cho những cái anh đó một vài cái cú đấm để máy ảnh bung ra hết. Mọi người muốn ra kinh doanh phải lăn lộn, phải chấp nhận khổ, phải tìm được một sản phẩm thật sự có ý nghĩa đối với người tiêu dùng và phải sống chết để bảo vệ cái ý nghĩa đó với người tiêu dùng. Và không chịu cực, học, nếu các bạn chưa đủ kiến thức thì mình phải làm để có kinh nghiệm. Và từ cái kinh nghiệm đó, nếu được đào tạo, nếu được hướng dẫn bài bản thì chắc chắn các bạn sẽ còn lớn mạnh hơn mình nhiều. Và hiện giờ mình đang muốn lớn mạnh hơn nữa, do đó mình đang học ở B-Training và đang nhận sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thế Duy. Bạn có biết rằng là cái đoạn video này á, sẽ được đưa lên Facebook, đưa lên YouTube. Và không phải là những người ở Sài Gòn này biết, những người khắp đất nước Việt Nam này biết, và kể cả những Việt Kiều ở ngoài biết. Thậm chí những thằng nước ngoài nó khoái tiếng Anh, nó khoái tiếng Việt, nó cũng vô, nó ráng cũng ngồi, nó dịch ra để nó biết. Vậy thì sau khi họ xem cái này thì họ sẽ gì ạ? Họ muốn ra mở một cái shop hoa, họ muốn bắt đầu từ việc kinh doanh hoa.
ví dụ một người ở Hà Nội, một người ở Lai Châu không có làm, thì bạn họ sẽ liên hệ với bạn, bạn có sẵn sàng chia sẻ không ạ? Sẵn sàng, mình rất sẵn sàng chia sẻ. Vì cái việc mà một mình hiện giờ mình chưa làm, chưa mang được ý nghĩa hoa tới nhiều người được, và cái việc mà chắp tay cánh cho nhiều người cùng lan tỏa, cùng chia sẻ những cái ý nghĩa này, nó vô cùng ý nghĩa đối với mình. Và mình chắc chắn sẽ hứa, và hiện giờ mình chuẩn bị ra website về tư vấn hoa tươi .com. Và trong đó, từ những cái người tiêu dùng và cũng như những cái bạn mà muốn mở shop hoa, vào đó có thể tìm được những cái kiến thức bổ ích từ cái việc mà đi mua hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ, mua phụ liệu ở quận 5, ở quận 10, ở những cái đại lý lớn ở thành phố, mình đều chia sẻ trong đó. Và sắp tới mình hy vọng là cái website này sẽ giúp được nhiều người tiêu dùng và nâng cao được cái khả năng chọn hoa, chưng hoa, cũng như giúp được các cái bạn muốn khởi nghiệp mà để kinh doanh hoa tươi sẽ thành công hơn. Mình muốn góp một ý nghĩa nhỏ như vậy. Rất là tuyệt vời, các bạn thấy không ạ? Một cái gợi ý nó như vậy nè. Với 8 năm mà trong ngành hoa, thì bạn có tự tin là để bạn ra một cái quyển sách về hoa không ạ? Dạ có. Các bạn thấy tới... nếu mà bạn ra một quyển sách thì dĩ nhiên bây giờ đó thôi. Thì quyển sách đó nó có tên nó là gì? Cái này thì chắc mình phải suy nghĩ kỹ, tại vì một cái tiêu đề mà để bao trùm như vậy thì mình muốn có thêm thời gian, và chắc chắn mình sẽ suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Trâm đã dành cho chúng ta những cái phút giây chia sẻ rất là thiệt tình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian xem cái đoạn video này. Và chắc chắn rằng còn rất là nhiều đoạn video của rất là nhiều doanh nhân rất là trẻ, rất là tài năng, rất là giỏi giang, cũng giống như bạn Trâm này. Các bạn có những thắc mắc gì, cần chia sẻ gì thêm về hoa thì các bạn cứ liên hệ bạn Trâm. Và các bạn cũng nhớ đăng ký trên cái đoạn YouTube này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Gặp các bạn đoạn sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.